Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Địa Lý News. Ngày hôm nay, Địa Lý News sẽ mang đến cho các bạn một video rất thú vị, nói về những cái nhất của các châu lục trên thế giới. Mình tin rằng video này sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức thú vị nhất. Phần 1. Châu Á và những cái nhất về địa lý tự nhiên. Đầu tiên nói đến địa lý châu Á là ta đang nói tới một châu lục phức tạp và đa dạng nhất trong số các châu lục trên trái đất. Một châu lục có diện tích lớn nhất trong 6 châu lục, theo tập bản đồ thế giới và các châu lục, thì châu Á có tổng diện tích 43.608.000 km2, số liệu này chưa tính các đảo, chiếm 29,1% diện tích đất nổi trên thế giới, ôm trọn tới 80% diện tích lục địa Á-Âu, gấp hơn 5,1 lần diện tích châu Đại Dương. Nếu tính luôn các đảo thì con số sẽ là 44,4 triệu km2. Châu Á cũng là châu lục có chiều dài từ Tây sang Đông rộng nhất, với hơn 9.200 km. Liên bang Nga là quốc gia xuyên lục địa, nằm ở cả châu Á và châu Âu. Tuy nhiên nếu xét về tiêu chí diện tích để xem Liên bang Nga thuộc châu nào, thì Liên bang Nga thuộc châu Á, vì có tới 77% diện tích lãnh thổ nằm bên phía châu Á, so với 23% thuộc lãnh thổ châu Âu. Như vậy quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới là Liên bang Nga, với hơn 13,1 triệu km2 bên phần châu Á, gần 4 triệu km2 bên phần châu Âu. Ngoài ra Liên bang Nga còn là quốc gia chứa tới 25% lượng nước ngọt không đóng băng trên thế giới, có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất thế giới, quốc gia có nhiều tài nguyên thiên nhiên nhất, cùng với Canada, Nga là một trong những quốc gia có khí hậu lạnh nhất thế giới. Trong đó ngôi làng Oi Mỹ Akon, với dân cư khoảng 500 đến 800 người, nằm ở phía đông bắc nước Nga, là nơi lạnh nhất thế giới có người sinh sống. Mức nhiệt độ thấp kỷ lục đo được ở đây là âm 67,8 độ C vào ngày 6 tháng 2 năm 1933. Với độ cao trung bình 950 mét so với mực nước biển, thì châu Á là châu lục có độ cao trung bình cao nhất so với 4 châu lục có người sinh sống thường xuyên. Dĩ nhiên tiêu chí này không áp dụng cho châu Nam Cực. Châu Á cũng là châu lục sở hữu lá chắn tự nhiên cao nhất trên thế giới, đó là dãy Himalaya, với độ cao trung bình hơn 6.000 mét so với mực nước biển. Dãy Himalaya ngăn cách giữa Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal. Dãy Himalaya có tới 14 ngọn núi cao trên 8.000 mét. Hơn 50 ngọn núi cao trên 7.200 mét so với mực nước biển. Trong số đó có đỉnh Everest, nằm giữa biên giới Trung Quốc và Nepal, là điểm cao nhất trên đất liền, với 8.848 mét so với mực nước biển. Do vận động kiến tạo địa chất, cho nên đỉnh núi Everest vẫn cao thêm 2,5cm mỗi năm. Đỉnh núi Everest được ví như là một nghĩa trang lớn nhất của thế giới tự nhiên. Tính từ năm 1922, có tới hơn 300 người đã thiệt mạng tại đây. Với độ cao trung bình 4.500 mét so với mực nước biển, Sơn Nguyên Tây Tạng thuộc lãnh thổ Trung Quốc được xem là sơn nguyên cao nhất và là nơi có địa hình chia cắt hiểm trở nhất trên thế giới. Điểm thấp nhất so với mực nước biển được công nhận là vùng bờ của biển chết, nơi có độ sâu âm 423 mét, nằm giữa biên giới giữa Jordani và Israel. Nơi sâu nhất là vực Marian, nằm ở phía đông quần đảo Marian, Philippines thuộc Thái Bình Dương, với độ sâu âm 11.034 mét. Được đo vào năm 1957 do tàu ngầm VTS của Nga. Quốc gia có độ cao trung bình cao nhất thế giới là Bhutan, với khoảng 3.280 mét so với mực nước biển, cao hơn cả đỉnh Phan Xipang, nóc nhà của Đông Dương. Cộng hòa Maldives không chỉ là quốc gia có diện tích nhỏ nhất châu Á, mà quốc gia này có độ cao trung bình thấp nhất thế giới. Theo kỷ lục Guinness, Cộng hòa Maldives có độ cao tự nhiên trung bình so với mặt nước biển chỉ 2,4 mét. Hơn nữa, 80% số đảo của quốc gia này thấp hơn 1 mét so với mặt nước biển. Quần đảo Mã Lai được xem là quần đảo lớn nhất thế giới, với hơn 2 triệu km2 và là nơi định cư của hơn 300 triệu dân. Indonesia là quốc đảo lớn nhất thế giới với hơn 1,9 triệu km2, là nhà của hơn 279,2 triệu dân, đứng thứ tư thế giới về dân số sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Bán đảo lớn nhất thế giới là bán đảo Ả Rập, với tổng diện tích 3.237.500 km2. Châu Á là châu lục tiếp giáp với nhiều biển lớn nhất thế giới, trong đó lớn nhất phải kể đến là biển Philippines với 5.179.976 km2. Ngoài ra, còn có các biển lớn khác là biển Ả Rập, biển Đông, biển Bering. Biển Caspi là hồ nước lớn nhất trên thế giới, tính về cả diện tích và thể tích. Diện tích mặt nước là 371.000 km2 và thể tích 78.200 km3. Độ sâu tối đa của hồ là khoảng 1.025 m. Hồ mặn nhất trên thế giới thực chất là biển chết.
Theo ước tính, dưới đáy biển chết có một lớp muối dày tới 7 km. Biển chết có độ mặn 33,7% hay 337 phần nghìn. Với độ mặn này, biển chất mặn gấp 10 lần các biển và đại dương. Baikal là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới, nằm trên lãnh thổ Liên bang Nga, thuộc châu Á. Nơi đây có độ sâu lên đến 1.637 mét. Đây cũng được xem là hồ nước ngọt cổ nhất thế giới, hình thành cách ngày nay 25 triệu năm. Baikal còn là hồ nước ngọt trong nhất thế giới, có thể nhìn thấy ở độ sâu tới 40 mét. Baikal là hồ chứa tới 20% lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới, với 23.615 km khối. Nếu chẳng may trên thế giới cạn kiệt hết nguồn nước ngọt, với lượng nước khổng lồ này, hồ Baikal có thể cung cấp nước ngọt cho toàn thế giới trong vòng 40 năm. Giả sử hồ nước Baikal bị cạn kiệt hết nước, thì phải cần tới 300 ngày để tất cả các con sông trên trái đất đổ đầy nước vào hồ Baikal. Thiên tai ở châu Á chiếm gần 40% của thế giới. Thiệt hại do thiên tai gây ra tại châu lục này chiếm gần 60%. Khu vực Đông Nam Á là rốn bão và là một trong những khu vực chịu nhiều thiệt hại dễ bị tổn thương nhất của biến đổi khí hậu do lụt, bão, nước biển dâng, hạn hán. Châu Á là châu lục có số lượng nhiều cơn bão đổ bộ nhất. Chỉ tính riêng khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông Việt Nam, mỗi năm bình quân hình thành khoảng 30 cơn bão, chiếm 38% tổng số cơn bão trên toàn cầu. Trung Quốc là quốc gia có số lượng cơn bão đổ bộ nhiều nhất. Từ năm 1970 tới nay, Trung Quốc có ít nhất 127 cơn bão đổ bộ. Xếp sau là Philippines. Các chuyên gia khẳng định rằng Philippines là một trong những quốc gia hàng năm hứng chịu nhiều siêu bão nhất trên thế giới. Lượng mưa đo đạt nhiều nhất trong một năm tại Sehrabundi thuộc lãnh thổ Ấn Độ. Lượng mưa lên tới 25.461,2 mm từ tháng 8 năm 1960 đến tháng 7 năm 1961. Hãy cùng ghé thăm quốc gia hình chữ S thân yêu, đó chính là Việt Nam, để chiêm ngưỡng những kiệt tác về hang động của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Bảy cái nhất của Phong Nha Kẻ Bàng được các chuyên gia hang động Hoàng Gia Anh đánh giá. 1. Hang động dài nhất. 2. Cửa hang cao và rộng nhất. 3. Có những hồ ngầm đẹp nhất. 4. Hang khô rộng và đẹp nhất. 5. Thạch nhũ tráng lệ và đẹp nhất. 6. Sông ngầm dài nhất Việt Nam. 7. Bãi đá, bãi cát rộng và đẹp nhất. Trong vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có một hang động rất nổi tiếng, đó chính là hang Sơn Đòn. Hang Sơn Đòn là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới, có niên đại 3 triệu năm tuổi, với độ dài gần 9 km, cao đến 200 m, rộng 160 m, đủ lớn để có thể chứa tòa nhà cao 40 tầng. Với thể tích đo đạc được ước tính 38,5 triệu mét khối, những cột băng đá cao đến 80 m. Ngày 30 tháng 4 năm 2013, tổ chức Guinness công bố cuốn sách kỷ lục thế giới năm 2013. Trong đó công nhận hang Sơn Đòn là hang động lớn nhất thế giới. Châu Á là châu lục có nhiều kỳ quan thiên nhiên được thế giới công nhận nhất. Trong số 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới hiện tại, châu Á chiếm tới 4 địa điểm, trong đó có tới 3 địa điểm thuộc khu vực Đông Nam Á. Đầu tiên, đẹp nhất trong số này vẫn là Vịnh Hạ Long của Việt Nam. Cái này là do mình bình chọn. Tiếp theo là đảo Komodo thuộc Indonesia, sông ngầm Puerto Princesa thuộc Philippines và đảo Jeju của Hàn Quốc thuộc khu vực Đông Á. Thác Iguazu nằm giữa ranh giới Argentina và Brazil. Núi Bàn thuộc Nam Phi. Sông Amazon. Kết thúc hành trình gần 5 năm bầu chọn, ngày 11 tháng 11 năm 2011, Vịnh Hạ Long chính thức được tổ chức New Wonders công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Kể từ đó, Vịnh Hạ Long đã trở thành một phần của ký ức toàn cầu và một trong 7 địa danh được lịch sử ghi nhớ mãi. Quả là một niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Video đến đây kết thúc rồi. Các bạn đừng quên để lại những góp ý dưới phần bình luận. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo.